Liên quan đến vụ việc sử dụng thiết bị y tế không rõ nguồn gốc tại 6 bệnh viện đa khoa tuyến huyện của Hà Nội, bao gồm có Bệnh viện Đa khoa Thường Tín, Hoài Đức, Vân Đình, Thanh Oai, Quốc Oai và Phú Xuyên. Theo như điều tra của nhóm phóng viên VTC14 và đánh giá của các chuyên gia trong lĩnh vực thiết bị y tế, thì các máy xét nghiệm sinh hóa này nằm trong gói thầu 04 của Sở Y tế Hà Nội được cung ứng cho các bệnh viện trên đều là dòng máy lỗi thời và thậm chí là không có tên tuổi trên thị trường. Đây là dàn máy xét nghiệm sinh hóa miễn dịch của hãng Abbott, được nhập khẩu từ Mỹ có giá trị 5 tỷ đồng, được Bệnh viện Đa khoa Saint-Paul đấu thầu vào năm 2010. Mỗi ngày, dàn máy này thực hiện hơn 500 các mẫu xét nghiệm khác nhau, và trong 4 năm qua, dàn máy này chưa gặp phải bất cứ một trục trặc kỹ thuật nào. Trong vòng 4 năm, máy chạy rất là tốt, chỉ có những cái mà đến cái thời gian, ví dụ như là bóng đèn hết giờ sử dụng thì phải thay, ví dụ là dây bơm, qua 6 tháng 1 năm thì nó lão hóa thì không sử dụng nữa chứ phải thay, chứ còn máy thì hoạt động rất là tốt, không có vấn đề gì cả. Cũng theo ông Bùi Việt Hùng, việc đấu thầu dàn máy xét nghiệm này được xây dựng trên các tiêu chí rất chặt chẽ trong gói thầu của bệnh viện. Tất cả các loại máy xét nghiệm tại bệnh viện đều được nhập từ các hãng có tên tuổi trên thị trường. Olympus, Siemens, Abbott hay Roche được sản xuất từ Mỹ hoặc các nước châu Âu. Nhiều năm làm việc trong lĩnh vực này, ông Hùng cũng chưa khi nào biết đến một dòng máy xét nghiệm có tên là Greiner GA240 được sản xuất từ Đức, hoặc nếu có thì đó cũng là dòng máy lỗi thời, không còn sản xuất. Những cái hãng nổi tiếng là hãng nào anh? Đấy, ví dụ như anh nói Abbott, rồi là Roche, rồi là Olympus, rồi là Siemens, các thứ. Thế cái Greiner thì anh đã từng bao giờ nghe chưa ạ? Anh đã từng nghe chưa ạ? Không, em hỏi. Anh nghe trên vô tuyến thôi, chứ còn anh thật sự là anh chưa nghe thấy, đúng không ạ? Liên quan đến dòng máy xét nghiệm mang nhãn hiệu Greiner GA240 được cho là sản xuất từ Đức mà Sở Y tế Hà Nội cung ứng cho 6 bệnh viện tuyến huyện trong gói thầu 04. Hiện nay cơ quan này vẫn chưa xác định được nguồn gốc chính xác của lô hàng này. Tuy nhiên theo kiểm tra của nhóm phóng viên VTC14, trên tờ khai hải quan, lô hàng máy xét nghiệm Greiner GA240 được nhập khẩu vào Việt Nam bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Mai có địa chỉ ở A1103, tòa nhà M3-M4 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa. Sau đó đã được bán lại cho công ty trách nhiệm hữu hạn Tâm Long có địa chỉ tại phòng 2405, tòa nhà CT2, Vimeco, Trung Hòa, Cầu Giấy. Chưa dừng lại, lô hàng này tiếp tục được bán trao tay cho một công ty dường như không liên quan đến lĩnh vực y tế, là công ty cổ phần xuất nhập khẩu khoáng sản có địa chỉ tại 28 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm. Và công ty này đã trúng thầu trong gói thầu 04 của Sở Y tế Hà Nội trong việc cung ứng lô hàng kém chất lượng đến 6 bệnh viện tuyến huyện của thủ đô. Một vấn đề đặt ra là tại sao một thiết bị y tế giá trị tới 648 triệu đồng nhưng kém chất lượng lại được duyệt trúng thầu để nhập về cung cấp cho các bệnh viện tuyến huyện của Hà Nội. Và khi sự việc được phanh phui, thì nguồn gốc của một loại máy xét nghiệm đắt tiền vẫn chưa được Sở Y tế Hà Nội xác minh, chính xác xuất xứ. Theo quy định trong y tế, để có thể đưa các máy móc thiết bị y tế vào Việt Nam, thì phải có hội đồng có chuyên môn đánh giá chấm điểm. Vậy mà có những dòng máy không tên tuổi, có dòng máy đã bị chính hãng ngừng sản xuất, nhưng vẫn được đưa vào các bệnh viện tại Hà Nội.